Một nhà sư đã dạy con là chỉ có một Phật, tất cả những Phật Di Đà, Quan Âm đều là hình tượng của Phật Thích Ca Mâu Ni, và tất cả đều là con của Hoàng hậu Maya. Như vậy có đúng không? Thưa câu hỏi thứ nhất, nếu nói về mặt sự là không đúng. Nếu về mặt sự là lịch sử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Hoàng hậu Maya là một vị hoàng hậu có thật ở tại phía Bắc Ấn Độ cách đây hơn 2600 năm, là vợ của vua Tịnh Phạn, và hai vị này đã hạ sinh một thái tử tên là Tất Đạt Đa, và vị này sau này tu thành một bậc giác ngộ, một bậc thầy cao cả mà chúng ta gọi là Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó đứng trên phương diện lịch sử. Còn cuộc đời này, trên thế gian này, sự thật chỉ có một Đức Phật thôi, đó là Phật Thích Ca Mâu Ni. Còn Đức Phật A Di Đà, Quan Âm Thế Chí Địa Tạng là những Phật và Bồ Tát được giới thiệu, chứ không phải ở cõi này. Quý vị nhớ là cõi Ta Bà này không có Phật Di Đà. Phật Di Đà là do Phật Thích Ca giới thiệu. Cách đây 10 muôn ức cõi, ở có một thế giới khác tên là gì? Tây Phương Cực Lạc. Ở đó có một vị Phật tên là A Di Đà. Và vị Phật đó có phát nguyện rằng, nếu chúng sanh nào muốn sanh về cõi của Ngài thì nên niệm danh hiệu của Ngài, tu tạo phước lành để được sanh về cảnh giới của Ngài. Còn nếu như á mà nói rằng á tất cả Phật Quan Âm Bồ Tát đều là con của Hoàng hậu Maya đó thì nó không có đúng lịch sử. Nhưng mà ở cái mặt cái lý thì có thể tạm nhận. Bởi vì mẹ là tượng trưng cho mẫu. Mẹ mà, thì tất cả Phật đều là con của Hoàng hậu Maya. Nghĩa là Hoàng hậu Maya tượng trưng cho lòng từ hay là trí tuệ. Cho nên mình mới có một cái câu là Phật mẫu, chuẩn đề ví dụ vậy đó. Thì cái đó là cái lý thôi, chứ còn đứng trên phương diện lịch sử là không có. Và quý vị nhớ là Phật Di Đà, Phật Di Lặc, Quan Âm Địa Tạng mình biết đều là do sự giới thiệu của Phật Thích Ca hết, chứ các ngài không có ở đây. Câu thứ hai, nếu một người thương yêu một nhà sư nhưng chỉ một chiều, không bao giờ cho nhà sư đó biết, như vậy có tội không? Nếu yêu một người, yêu thương một nhà sư nhưng chỉ một chiều, không bao giờ cho nhà sư đó biết, như vậy có tội không? Cho dù người đó yêu đơn phương âm thầm, con chỉ bảo nếu như thế thì con là quỷ sứ, là ma, tội không thể tha, xin thầy giải thích. Thưa đại chúng, cái này không có gì tội. Mình là một con người, mình cũng có quyền thương yêu bất cứ một người nào, dù người đó là người tu. Nhưng có cái điều là nếu mình biết được vị thầy đó hay vị sư cô đó là một người tu có lý tưởng, thì mình thương bằng cách là mình hộ trì cho người đó thực hiện trọn cái lý tưởng của vị đó, không cần chiếm hữu. Tình yêu nhiều khi không còn nếu mình đã được chiếm hữu. Pháp Hòa nhớ mình có cái bài hát đó, tóc mai sợi ngắn sợi dài, thương nhau chẳng đặng, hay lấy nhau chẳng đặng gì đó, mới thương hoài nghìn năm. Phải không? Thành thử ra thương một người nào đó, dù người đó là tu, đó là chuyện rất bình thường, con người mà. Thậm chí một vị tu đó thương một người cư sĩ cũng không có gì tội. Nhưng có điều là nếu vị tu sĩ đó thấy được rằng cái chí nguyện của mình, ý chí của mình là hơn, thì mình sẽ vượt thắng cái tình cảm đó. Mình tu không phải để biến mình thành cỏ cây sỏi đá vô tình lạnh cảm với tất cả mọi người, không phải vậy.
ở bên Việt Nam á, có một ngôi chùa ngoài Huế có một câu đối như thế này: thoát tục tức tiên cốt, đa tình thị Phật tâm. Cái cốt cách của một bậc tiên nhân là thoát tục. Cái người mà sống có nhiều tình cảm, đó là tâm của Phật. Đa tình mà. Nhưng mà cái chữ đa tình là tình thương của Phật vốn rất nhiều, nhưng mà không có tình thương chiếm hữu. Cho nên đây là mình thương mà mình chỉ âm thầm thôi, chưa bao giờ nói cho vị thầy đó biết mà, thì có gì đâu là quỷ sứ gì yêu tinh, phải không? Và còn hay nữa là mình có thể mình không nói là vì mình không muốn vị sư đó động lòng, cho nên mình chỉ yêu âm thầm, yêu đơn phương. Nhưng mà mình có yêu đi nữa rồi, một ngày nào đó mình cũng lên đường với cái chí nguyện đó. Cũng như là cái bài thơ quý vị thường nghe vậy đó: tôi có tình yêu rất mặn nồng, yêu đời yêu đạo lẫn non sông. Tình yêu chan chứa trong hoàng vũ, chớ chẳng yêu riêng khách má hồng. Nếu khách má hồng muốn được yêu, thì trong tâm ý hãy xoay chiều, hướng về phụng sự cho sanh chúng, sẽ gặp tình tôi trong khói yêu. Nếu mà mình thương một cái người đó đó, mình nên hộ trì giúp đỡ cho người đó hoàn tất cái tâm nguyện của họ, cái chí hướng của họ. Người đi tu là người có một cái ước nguyện cao đẹp. Thành thử ra mình thương họ, mình nên giúp đỡ cho họ, trợ duyên cho họ trong mọi cách để họ có thể hoàn thành.